Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái sản phẩm vỏ đồng đa súp khủng bố đại ca đại tẩu nha các bác nha. Con này là vỏ thùng mẫu Nexo NEXO model là NS18 này. Nhìn cái này là biết rồi nha các bác nha. Vỏ thùng súp đơn NS18, sơn theo công nghệ là sơn gần giống của hãng nhưng mà có hạt này, hạt đấy. Đấy. Nó nghĩa là cái tấm này này là em phải vặn ốc qua vài con vào luôn trong thùng để giữ và bắn cho nó đều một màu. Những cái này đơn giản thôi, cái này tí nó sẽ tỉa hạt lên, màu nó sẽ như cái này. Các bác nhé. Đây là mặt trước này, vừa có bê sang, bê cả một đống đồ sang nữa. Nó dính tí bụi bẩn kia thì em sẽ lau cái nó hết nha. Các bác hoàn toàn yên tâm. Vỏ thùng này là sử dụng gỗ, vật liệu gỗ rắn, gỗ ván ép dày 11 lớp và con loại là 9 lớp. Như gỗ mà đang dùng đây là gỗ 15, còn loại gỗ 18 nữa. Đấy. Như cái thùng này là chơi các bác chơi trong gia đình thì chỉ dùng gỗ 15 là được. Còn thích gỗ 18 thì nó sẽ đắt tiền hơn các bác nhé. Thiết kế theo form của NS 18. Đúng của hãng là phải có cái hạ chìm xuống để nắp cái thanh sắt, tấm sắt to bên cạnh với phụ kiện các cái, nhưng mà em không kiếm được cái phụ kiện đấy, nhưng mà đầu cái tiền phụ kiện thôi là cũng loanh quanh phải tầm gần 2 triệu cơ, gồm có phụ kiện này, cạnh này, hai bên này với nỗ cọc xịn cao cấp thì nó cũng đắt lắm, mới tấm sắt rồi đắt nòi ra. Đấy, đây là các bác xem này, gỗ đây nhá, gỗ vật liệu nó gỗ dán, gỗ ván ép cao cấp, gỗ nhập từ Malaysia. Thùng này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá không rẻ. Một đôi là vào 4 triệu 4 và một chiếc thì nó vào 2 triệu rưỡi. Đây là đơn của một bác khách ở trong miền Nam, bác đã đặt từ khá là lâu rồi. Nhưng hôm nay mới làm video review cho các bác. Ngoài ra thì bên em vẫn có các cái mẫu vỏ thùng loa, các loại các mẫu nữa. Quay qua cho các bác xem tí nha. Ở đây em có mẫu NS600 đến từ Nexer. Vỏ thôi nhá, đây là sản xuất theo form thôi nhá, chứ không phải là vỏ xịn đâu, không phải là vỏ của hãng đâu. Vỏ này nó nói nhanh là không vỏ Việt Nam, nhưng mà gỗ cao cấp. Bên em làm thì sử dụng cái vật liệu chất lượng rất là cao, đó là gỗ dán ván ép cao cấp, nhập từ nước ngoài về, lại nhập từ Malaysia về. Đây là hai chiếc này, dưới là BC212. Đấy. Ngoài ra thì bên em vẫn có củ hoa các kiểu cho các bác nhé. Đấy. Quay lại với cái thùng súp nhỉ, đây cái thùng súp nhé. Thì mặt trước nó kia, còn đây là mặt sau, tấm mặt sau đây. Mặt sau này em sẽ sử dụng là hai cái rắc lưu trích. Em sẽ lấy luôn cái rắc cho các bác xem, ố rắc anh em thợ mang vào Hàn rồi. Rắc này thì là sẽ cắm dây thôi, không phải ấy. Em sẽ có phụ kiện đi theo và có luôn cái cọc ở trên nóc này. Đấy. Ừ, cắm luôn vào đây, cắm luôn vào. Cắm vào xong bắn ốc luôn. Đấy. Đây là cái ổ rác này. Về là các bác chỉ việc ấy thôi. Về là các bác chỉ việc đấu vào loa là xong thôi. Rất là nhanh, tiện nha. Cực kỳ nhanh và cực kỳ tiện. Tối ưu hóa là cái độ thuận tiện cho các bác. Còn cái nỗ cọc thì em đang sử dụng là cái cọc như này. Đấy. Không biết anh em tháo ra phía đâu rồi. Đây đây đây. Đây là cái nỗ cọc của nó này. Cọc này là cọc đến từ Vina. Vina cà phê. Cọc này cọc Việt Nam nhé, không phải cọc Trung Quốc đâu. Cọc Trung Quốc thì nó sẽ vào ba mấy nghìn cái cơ. Đây là giá nhập buôn chứ còn không có giá bán lẻ. Đây các bác xem lại cái phần mặt trước thùng đi nhá, nó có hơi bụi bẩn tí các bác thông cảm. Này tay em dính đầy sơn này còn chẳng nói này. Đấy, thùng này gỗ ván ép rất là cao cấp, thiết kế 4 tay sách hai bên. Đấy, hai tay một bên, hai tay bên kia. Cái này thì nắp được đa số các loại củ bát trên thị trường đang có. Bát thị trường có mẫu nào thì em nắp được cái loại đó. Đấy. Rất là vội, rất là gấp, lát nữa sẽ đóng gói luôn và gửi luôn cho các bác trong buổi trưa chiều tối ngày hôm nay. Thùng này thì nó có một khoang siêu trầm, một khoang trung trầm, và bên trong thùng thì
tặng cho các bác bông, nhưng mà về các bác bắn hay không thì tùy. Bởi vì cái loại này là khuyên dùng là không cần bông đâu nhé. Còn tặng là vẫn cứ tặng, nhét trong thùng là vài tấm để các bác thích làm gì thì cả. Ok nhá. Video giới thiệu đến đây là còn cái đoạn cuối nữa. Chưa gì đã video giới thiệu đến đây. Bây giờ em sẽ lấy thước đo để đo cho các bác xem cái kích cỡ của cái thùng này. Nó khá là to. Để tránh cái trường hợp các bác hỏi là không có kích cỡ, chiều mặt trước của nó là 67,5, gọi là gần 68. Chiều ngang này, gọi là chiều dài này. Chiều rộng, tức là chiều sâu về đằng sau là vào 77cm, 77,2. Còn là chiều cao, chiều cao bản thân thùng là vào 51cm. Còn tính cả chân thì nó vào 53,8 hay 54. Đấy, nên là xong hết rồi. Bây giờ anh em là sẽ lắp vào thôi. Đấy các bác nhá. Thì lần sau em sẽ quay review nốt mà sau. Còn như này là xong rồi. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.